Mà sao, bà Cóc biết ở dưới sông có con ma da bà Cóc? Bà Cóc kể tụi con nghe chuyện con ma da đi. Mà bà dặn em là có người lạ không quen biết, lỡ có gọi tên hay hỏi cái gì đó thì tụi con không được trả lời nha. Bà không biết gì hết trơn á, trong xóm mới có thằng chết đuối kìa, mà nó kéo xuống nó thế mạng đó. Ở đây cũng vui lắm á mẹ. Vậy là chị hai bị con ma hỏi đường giấu phải không bà Cóc? Hai đứa con toàn phạm những thứ cấm kỵ không à. Thôi bà kể luôn đi, không thôi hả con ăn cơm không có ngon. Hay là để con gọi điện cho mẹ Thanh kêu hả mẹ rút tụi con về đi, chỗ đây nhiều chuyện khó hiểu quá. Thôi được rồi, để bà kể cho nghe.